biểu khách quý đến từ bạn đại diện gia đình nhà trai đã chính thức được để cùng chứng kiến và tham dự với chương trình ngày hôm nay nghi thức lễ làm tài xin cưới của tân cô dâu và tân chú rể. Mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tới dãy bàn trà để cùng thay mặt gia đình rót nước lời chầu và cảm tạ tình cảm của tất cả quý vị. Chung vui chứng kiến và tham dự trọn vẹn chương trình đại liên hỏi nghi thức lễ nạp tài lễ xin cưới của tân cô dâu Huyền Thương và tân chú rể Quốc Tuấn. Và với bi từ đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi nhận diện chương trình xin phép được thay lời cho chủ hôn của gia nhà gái, đó là ông Phạm Tiến Hiệp, bà Ngô Thịnh Tâm, xin được trân trọng gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và tri ân sự diện của tất cả quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tuổi trẻ, nếu như mùa xuân đem lại cho mọi sinh bạn bằng sự hưng thịnh thì tuổi trẻ cũng đem lại cho con người đó là tình yêu và niềm hạnh phúc. Tạo hóa ban tặng cho con người chúng ta một trái tim và rồi chúng ta phải đi tìm một nửa yêu thương nơi con tim còn lại. Và ngày hôm nay chàng trai đăng bài Quốc Tuấn đã chính thức tìm được tới nửa hạnh phúc cho mình, đó chính là tân cô dâu xinh đẹp Huyền Thương. Và trải qua một khoảng thời gian học tập và công tác thì cặp đôi nguyên nhân đã có được điều kiện để gặp gỡ, quen biết, tìm hiểu và đem lòng yêu thương nhau. Tình yêu đã được trải qua năm tháng thời gian, được sự chung tay vun vén tác hợp của hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và để rồi tân chú rể Quốc Tuấn đã trở về nhà thư chuyển cùng với ông bà cha mẹ. Và rồi dòng tộc gia đình nhà trai đã giúp công sửa soạn mâm sính lễ, lễ vật sức đủ đầy theo những phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa cưới hỏi của người dân Việt Nam từ ngàn đời xưa. Để chờ mừng cho buổi lễ ăn hỏi hôm nay, chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu đại diện cho dòng tộc gia đình nhà trai, cùng sự hiện diện của các vị đại biểu đại diện cho dòng tộc gia đình nhà gái, có sự quan tâm của đông đủ các cụ, các ông, các bà, các cô chú anh chị và các bạn. Và để cảm tạ với tấm lòng tình cảm sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt trong môi trường hôm nay, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của cặp đôi trai tài gái sắc làm nên câu chuyện hạnh phúc. Xin mời tân cô dâu Huyền Thương và tân chú rể Quốc Tuấn sẽ cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu để cùng cúi chào, ra mắt và cảm tạ sự hiện diện của tất cả quý vị. Xin mời. Vâng, và lúc này chúng ta xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và chúng tôi thực hiện chương trình xin phép được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ ăn hỏi nghi thức lễ xin cưới lễ nạp tài của tân cô dâu Huyền Thương và tân chú rể Quốc Tuấn xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, và vừa rồi thì với một cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, một cái cúi đầu trân trọng thì tân cô dâu và tân chú rể của chúng tôi đã chính thức có lời chào, lời cảm ơn và ra mắt tới đoàn đại biểu hai bên gia đình có mặt trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị đại biểu khách quý, sự hiện diện của các cô chú anh chị thân mến, phép được dành lại bầu không gian ý nghĩa tại trung tâm sân khấu hội trường để tất cả quý vị cùng với chúng tôi sẽ bước vào chương trình đầu tiên, đó là chương trình lễ ăn hỏi.
Và sau đây chúng tôi sẽ dành lại một không gian ý nghĩa tại sân khấu để chào đón với sự hiện diện của một vị đại biểu đại diện cho dòng tộc gia đình họ nhà trai. Xin được chào đón sự diện của ông trưởng đoàn gia đình nhà trai trở lên sân khấu. Có đôi lời ý kiến phát biểu, và đầu tiên là phần giới thiệu về thành phần đại biểu tham dự trong phái đoàn dẫn lễ trở về gia đình nhà gái. Và sau sẽ thay mặt cho gia đình xin được có ý kiến thưa chuyện về những mâm sính lễ, lễ vật ăn hỏi đủ đầy ngày hôm nay với tấm lòng thịnh tình đoàn đại biểu gia đình nhà trai mang tới để ngỏ ý ăn hỏi tân cô dâu xinh đẹp huyền thương. Và sẽ là một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để cùng chào mừng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai bên gia đình. Qua một thời gian tìm hiểu, hai cháu đã nhất trí xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Hai cháu về báo cáo với hai gia đình được sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền hai địa phương. Hôm nay họ nhà trai chúng tôi xuống đây gồm đầy đủ các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của hai của họ nhà trai chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi xuống đây thưa chuyện với gia đình họ đàn gái là chúng tôi sẽ làm cái lễ đặt tài và cái lễ ăn hỏi cho hai cháu. Thì xin kính mong gia đình nhà gái nhận lễ đặt tài và lễ ăn hỏi cho họ đàn trai chúng tôi ạ. Chúng tôi xin trân trọng. Cảm ơn. Cảm ơn với những lời vàng ý ngọc và ý kiến phát biểu thương truyền đến từ ông trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc gia đình nhà trai. Và ngày hôm nay thì với sự chuẩn bị hết sức chu đáo và kỹ lưỡng thì những đặc sản quê nhà cũng đã được đại gia đình nhà trai lựa chọn để bổ sung trong phần lễ ăn hỏi, lễ nạp tài và lễ xin cưới. Và vừa rồi thì ông trưởng đoàn gia đình nhà trai đã chính thức có ý kiến phát biểu thương truyền về mâm sính lễ gồm có lễ vật ăn hỏi, lễ xin cưới, lễ nạp tài để đề xuất dâng lên trước là kính gia tiên và sau là thương truyền với các cụ công các bà gia đình nhà gái. Xin phép được ăn hỏi tân cô dâu xinh đẹp huyền thương trở về làm dâu con của dòng họ. Và lúc này thì chúng tôi sẽ dành một thời lượng thật quan trọng về sự về thành phần đại biểu tham dự gia đình nhà trai. Và sau thì ông thay mặt gia đình nhà gái sẽ có ý kiến tiếp nhận về các sự ăn hỏi đủ đầy trong ngày vui hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chào mừng. Đâu bà ấy, bà ra nhận ghế đi bà. Bà ra nhận ghế đi. Kính thưa các bạn, các ông, các bà, cô chú bác cùng toàn thể quý vị. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Với phần đầu tiên thì chúng tôi xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng trao và nhận chắc sự lễ ăn hỏi ạ. Và chắc sự lễ ăn hỏi đầu tiên chính là chắc sự lễ chầu cầu. Xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ thực hiện nghi thức trao và nhận. Đồng ruộng sẫm mơn mông trời đông, nhà chúng ta duyên hai bờ sông, có gì cầu đường lối. Kính thưa quý vị, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu nên dâng nhà người. Thưa quý vị, và một phần chắc xin lễ không thể thiếu trong nghi thức ăn hỏi đó là chắc xin lễ trà rượu và thuốc sẽ tượng trưng sự xin phép của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Ước mong chương trình lễ vui quy, lễ thành hôn của chú rể và cô dâu được diễn ra thành công viên mãn. Nghi thức trao và nhận chắc sinh lễ kia, một phần chắc sinh lễ ăn hỏi rất đầy đủ và ý nghĩa. Với vị cay nồng của bia và rượu sẽ là những nguồn sống tới mang lên câu chuyện tình yêu ý nghĩa và là nền tảng vững chắc cho quyết định xây dựng hạnh phúc tương lai của chú rể và cô dâu. Và hai chắc xì lễ bánh phu thê sẽ là hai chắc xì lễ nạp tài cuối cùng được hai bên gia đình trao và nhận. Bánh phu thê tiếp theo. Và những loại bánh thì luôn tượng trưng cho những ý nghĩa cao đẹp trong tình yêu. Và ngày hôm nay thì mong muốn sự rẻ thơm ngọt ngào cho những chiếc bánh phu thê sẽ luôn đồng hành và hòa quyện với câu chuyện. Cùng chắc lễ cũng đã thể hiện được tình cảm, tình cảm.
cảm thông ca hai nhà như một. Vâng, một tràng tay thật lớn của quý vị để cùng dành tặng lời chúc. Khi mà chúng ta được chào đón sự tái hổ của đôi Liên Nương cùng với những nghi thức tuyệt vời tiếp theo, thì lúc này tại hôn trường chúng tôi kính mời tới tất cả các vị đại biểu khách quý sự diện của các cô chú anh chị bạn bè nam nữ thanh niên. Chúng ta sẽ cùng với nước rơi trầu và tiếp tục tham dự chúc phúc cho đôi Liên Nương, và chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc tuyệt vời, và chúng tôi xin phép được đồng hành cùng với tiếng chào của quý vị, và sau đây sẽ là một sáng tập được lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi công tác nặng tình nặng nhờ có lúc nào lại dần vui mừng hơn đến từ hai vị trưởng đoàn. Và lúc này thì sau một
khoảng thời gian lý tưởng mà chúng tôi dành tặng cho hai bên gia đình chúng ta hiệp y thống nhất và đi tới một quyết định chung trong khoảng thời gian lịch trình. Thì lúc này chúng tôi đã nhận được tín hiệu đến từ hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Và chúng tôi xin phép được trân trọng mời ra sân khấu là sự nghiệp của vị trưởng đoàn gia đình nhà trai sẽ có ý kiến đề xuất về phần thời gian lịch trình và gửi tới đoàn đại biểu gia đình nhà gái cũng như tất cả quý vị quan khách có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và xin mời tất cả quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng chào đón sự tái ngộ của ông trưởng đoàn gia đình nhà trai bằng một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Xin mời. Kính thưa với hai gia đình này, thì hôm nay hội nhà trai chúng tôi có sửa cái lễ lập tài và lễ hỏi xuống dưới này đã được bên gia đình nhà gái chấp nhận cho gia đình nhà chúng tôi. Thì tôi hôm nay thay mặt cho hội nhà trai xin báo cáo lại và xin phép với gia đình nhà gái về quá trình tổ chức lễ thành hôn hai cháu. Thì ngày mai là ngày chính thức hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì về mình đã được sự thống nhất của hai bên gia đình, và chúng tôi cũng xin báo cáo nha với toàn thể bên gia đình nhà gái là ngày mai là hơn 9 giờ sáng đoàn nhà trai chúng tôi sẽ bắt đầu ở nhà trai đi xuống đây để đón cháu về trên nhà làm lễ thành hôn cho hai cháu. Và ở đây khi chúng tôi ra về hội nhà trai là 12 giờ kém, nghĩa là nó đúng gọi là chưa đến 12 giờ thì chúng tôi xin đón cháu về ở trên nhà trai chúng tôi. Và về đến nhà trai chúng tôi thì là hơn 1 giờ thì chúng tôi sẽ làm lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Thì thay mặt cho họ nhà trai xin trân trọng kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của gia đình họ nhà gái và mời bạn bè thanh niên nam nữ của con dâu là bố trí thời gian để thời gian trên cùng với gia đình nhà chúng tôi và cùng với gia đình nhà gái tiễn cháu về nhà chồng để tổ chức lễ thành hôn hai cháu. Một lần nữa xin trân trọng kính mời các bà cô dì chú bác hai họ gia đình nhà trai và nhà gái. Qua cái ý kiến phát biểu của ông chờ đại diện gia đình nhà trai thì về giờ giấc cụ thể thì chúng ta đã nắm được rồi, và bây giờ ngày mai là ngày tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu thì thay mặt họ gia đình nhà gái tôi xin tiếp thu ý kiến của ông chờ đại diện gia đình nhà trai và cũng xin kính mời các cụ, các ông, các bà đại diện gia đình nhà gái cùng các cháu nam nữ thanh niên, bạn bè của cháu Thương ngày mai tiễn cháu về nhà chồng và hai gia đình họ nhà trai nhà gái chúng ta cùng tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Cái tủ đâu chứ phải đâu. Đi ra xe đi rồi. Thank you.
một ra đi phương xa tìm em. Mình nên là mà có ý mơ, không trái tim anh mang theo em về đâu. Người kết nối chương trình xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện Hòa Quỳnh, xin được thay lời cho đại gia đình nhà gái, thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời cầu ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để quay trở lại với câu chuyện của đôi bạn thì trong số chúng ta ai cũng mong muốn và khát khao có được một mái ấm gia đình và một gia đình hạnh phúc. Yêu và được yêu đó chính là món quà tặng tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người. Và khi yêu thì hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập, muốn gắn kết với nhau để xây dựng nên một mái ấm gia đình. Và sẽ nguyện như chim liền cánh, như cây liền thành. Mà tình yêu của đôi bạn được ví như hương thần cực kỳ diệu, mát dịu như ánh trăng, nắng cháy như mặt trời. Tình yêu của đôi bạn đẹp tựa áng mây hồng mà đẹp tựa ánh đèn lồng sóng đôi. Yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng vàn đường xa, đã vàng cũng quyết thì phong ba cũng liều. Qua sự tìm hiểu cũng như được sự vun vén của đôi bên gia đình, được sự tác hợp của chính quyền địa phương, để rồi ngày hôm nay đây đó chính là ngày lành tháng tốt, ngày mà thiên thời địa lợi nhân hòa, ngày mà ông Tơ bà Nguyệt đã kết tóc xe duyên cho đôi bạn, xe nên vợ nên chồng dưới sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị khách quý. Và về tham dự chương trình lễ vu quy ngày hôm nay, xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón phái đoàn gia đình nhà trai, phái đoàn gia đình nhà gái, cùng sự hiện diện cao quý của các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, cùng bạn bè nam nữ thanh niên đã không quản ngại đường xá xa xôi, đã cùng mang những tấm nhiệt tình chân tình nhất của mình về đây để cùng chung chia, gửi những lời chúc tuyệt vời nhất, ý nghĩa tới đôi bên gia đình, tới cho cô dâu và chú rể. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị một lần nữa sẽ cùng hướng những ánh mắt xinh đẹp của mình lên trung tâm sân khấu để chúng ta sẽ cùng chào đón hai bông hoa, hai nhân vật chính đẹp nhất trong ngày hôm nay, đó chính là cô dâu xinh đẹp hiền thương và chú rể tài ba Quốc Tuấn sẽ cùng hiện diện lên phía chính của trung tâm sân khấu để ra mắt cũng như là cúi chào tri ân tới tình cảm yêu mến của toàn thể quý vị khách quý. Và xin mời cặp đôi đẹp nhất sẽ cùng tay trong tay hiện diện lên phía chính của trung tâm sân khấu sẽ có một cái cúi chào thật là nhẹ nhàng. Và ngày hôm nay chú rể Quốc Tuấn trong một bộ áo trắng cũng như là quần jean cũng như là quần vải rất là theo trang thanh lịch, cùng với nàng dâu xinh đẹp huyền thương trong một chiếc váy trắng tinh khôi rất lộng lẫy kiêu sa sẽ có một cái cú chào thật nhẹ nhàng dịu dàng gửi tới toàn thể quý vị. Và một lời cú chào xin được phép bắt đầu. Và quý vị ơi, cùng đúng ở đây thì ban tổ chức cũng xin được trình chào tuyên bố lễ vu quy của cô dâu xinh đẹp huyền thương sánh riêng cùng chú rể Quốc Tuấn xin phép được bắt đầu. Quý vị đồng chào tay để cùng chúc mừng. Thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Hòa Quỳnh xin được thay lời cho đại gia đình, thay lời cho cô dâu rể xin được cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng tự nhiên mời những người bánh kẹo sau viên, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến tới địa bàn để rót đầy ly trà để thay lời cho đôi bên gia đình cảm ơn và tình cảm yêu mến của toàn thể quý vị khách quý. Và chúng tôi xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, chọn được hoa tiếng hát âm nhạc luôn là những món quà tặng âm nhạc tình nghĩa nhất. Để chúng ta sẽ cùng xích lại gần nhau hơn, cùng mang một hơi thở cùng để chúng ta tổ chức, để chúng tôi sẽ lại nhịp cầu nối để lan tỏa niềm vui thưa quý vị tới cho đôi bên gia đình, tới cho cô dâu và chú rể. Và trong lúc chờ đợi, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một nhà quần cũng rất ý nghĩa từ biết tặng riêng cho cô dâu chú rể mang tựa đề ngày cưới hạnh phúc. Bộ Tương Liên thì rất mong toàn thể các cô thì chú bác của bà mẹ nam thanh niên sẽ cùng tự nhiên chúc nhân dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trọn vẹn. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là uống nước thì phải nhớ tới nguồn, nò cơ mới phải nhớ công sinh thành, ơn mẹ cha sinh năm hải, ơn mẹ cha tự dài truyền sơn, công ơn cha mẹ bao la, nơi con đâu có kể công tháng ngày. Hôm nay ngày đẹp tháng hai, cha con đi xây dựng cũng có đôi câu dặn dò. Và kính thưa quý vị thân mến, cũng như để mở ra những trang sách cùng xây lên một câu chuyện đẹp, xây lên một ngôi nhà hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay, xin được trân trọng và chào đón hai vị trưởng đoàn đáng kính của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái sẽ cùng hiện diện lên trung tâm sân khấu, sẽ có đôi lời xin dâu và cha dâu cũng như nhận dâu trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời hai bác. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay niềm vui của đôi bên gia đình cũng đã là niềm vui của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Để cùng hòa trong niềm vui đó, chúng tôi nhận được rất nhiều những tình cảm yêu mến của toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay đã không quản ngại đường xa xa xôi, đã về đây để cùng chung vui, cùng chung chia với niềm vui hạnh phúc của đôi bên gia đình trung tâm sân khấu. Và xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đứng lên để cùng nghe những lời căn dặn tâm tình, lời phát biểu vàng ngọc đến từ đôi vị trưởng đoàn. Và để mở đầu cho những lời câu chuyện, những lời tâm tình, xin được trân trọng và giới thiệu một vị trưởng đoàn đáng kính của gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đại diện cho hai bên gia đình, cái việc mà xây dựng hạnh phúc trăm năm cho các cháu thì từ trước đến nay chúng ta vẫn có cái câu là trăm năm thì chọn lấy một năm thì ta lại chọn lấy một tháng ta lại chọn lấy một ngày, thế mà một ngày thì ta lại chọn lấy một giờ là hạnh phúc nhất để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt đã được hai bên gia đình chúng tôi lựa chọn, và gia đình chúng tôi hôm nay có sửa lễ đến, họ nhà gái gọi là cái lễ xin dâu đã được gia đình nhà gái chấp thuận. Thì thay mặt cho gia đình nhà trai, đến 12 giờ kém gia đình chúng tôi sẽ đón cháu về trên nhà làm lễ tổ chức chính thức thành hôn cho hai cháu. Thì đại diện thay mặt cho họ nhà trai xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác của họ nhà gái và bạn bè thanh niên nam nữ của cô dâu 12 giờ kém sẽ về trên nhà trai chúng tôi cùng với gia đình chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt gia đình và nhà trai, một lần nữa xin trân trọng kính mời. Xin được chân thành cảm ơn những lời vàng ánh ngọc đến từ một bác vị đại diện gia đình nhà trai. Thứ nhất là bác có lời chào và lời cảm ơn tới đại gia đình nhà gái đã đón tiếp một cách rất là trang hoàng, nồng hậu và chu đáo. Và thứ hai, bác cũng có đôi lời dặn dò tới hai cháu, mong muốn rằng hai cháu sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và đầy viên mãn. Và thứ ba, bác cũng xin được thay lời cho đại gia đình nhà trai. Ngày hôm nay đây, đại gia đình nhà trai cũng đã sửa soạn một sinh lễ cũng rất quan trọng, đó chính là lĩnh lễ xin dâu, để cùng sang tư chuyện với đại gia đình nhà gái, để mong muốn đại gia đình nhà gái sẽ cùng chấp thuận để cho cô dâu xinh đẹp hiền thương sẽ cùng trở về, sẽ làm dâu con của đại gia đình nhà trai. Với những lời vàng ý ngọc của bác, xin được chân thành cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc, và xin mời bác sẽ cùng nán lại với trung tâm sân khấu để cùng đón nhận những tình cảm yêu mến cũng như là đôi lời phát biểu đến từ một vị đại diện của gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, con, các bà, cô dì, chú bác của hai bên gia đình họ nhà trai và nhà gái và các bạn nam nữ thanh niên bạn bè của cô dâu chú rể. Hôm qua lời phát biểu của ông chờ đại diện họ nhà trai, hôm nay là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai có cái lễ xin dâu xuống để xin phép gia đình nhà gái cho cháu Thương về được làm dâu con của gia đình ông Tờ bà Thơm và làm cháu dâu của dòng họ gia đình ông Tờ. Người thay mặt gia đình họ nhà gái, trước hết tôi xin tiếp nhận lễ xin dâu để dâng lên bàn thờ gia tiên, và cũng xin kính mời các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác hai bên gia đình họ nhà trai nhà gái và các bạn nam nữ thanh niên chúng ta cùng uống nước, ăn trầu, ăn bánh kẹo để chúc mừng gia đình và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Và sau đây thì xin phép các cụ, các ông, các bà là sau đây cho hai cháu đi dâng hương và thờ gia tiên và mời nước các cụ, các ông, các bà hai họ, và sau đó thì còn thời gian thì xin phép là cho hai cháu nó có thể chụp ảnh kỷ niệm cùng với gia đình và bạn bè thân hữu. Xin phép, xin cảm ơn.
Xin được chân thành cảm ơn những lời vàng ngọc đến từ một bác vị đại diện của gia đình nhà gái, với những tràng vỗ tay, với những cái bắt tay đến từ hai vị trưởng đoàn. Một lần nữa xin được cảm ơn hai bác rất nhiều. Chúc hai bác thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc cho mối tình thông gia của đôi bên gia đình sẽ được keo sơn và bền chặt mãi mãi. Với những lời chia sẻ đến từ một vị đại diện của gia đình nhà trai, bác cũng có lời chào và lời cảm ơn tới sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng bớt chút thời gian về đây để cùng chung vui và cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và cũng có những đôi lời căn dặn rất chi tiết với hai con anh cháu, mong muốn rằng hai cháu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và đầy viên mãn. Và với ba, bác cũng xin được thay lời cho đại gia đình nhà trai cũng như là thay đình với nhà gái chấp thuận kể từ nay rằng với cô chú rể Quốc Tuấn đã trở thành là rể của gia đình, và cô dâu hiền thương xinh đẹp đã trở thành dâu con của đại gia đình, và mong muốn cho mối tình thông gia một lần nữa sẽ được keo sơn và bền chặt mãi mãi hơn. Đúng là hôm nay thì sum họp trước mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bể nhưng chung một nhà. Đúng là sao dâu thì sao cả niềm tin, mà nhận dâu thì nhận cả mối tình thông gia. Từ đây bên đó không xa, dâu hiền dễ thảo mới là đạo con. Mong muốn rằng những lời chia sẻ can dặn của hai bác cũng như thầy lời cho đôi bên gia đình thì cô dâu chú rể sẽ luôn luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình, được ra sẽ xứng đáng là người dâu hiền cũng như là một chàng dễ thảo. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay tiến vào trong tư gia gia đình, thực hiện một nét đẹp truyền thống của công nghiệp Việt Nam chúng ta, tính cáo gia tiên, một nét đẹp truyền thống phải nói là rất tuyệt vời của con người Việt Nam. Uống nước phải nhớ tới nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, và một nữa sau đó sẽ cùng hiện diện ra phía chính chúng ta. Để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và vẫn liên tục chương trình, xin được thay lời cho đại gia đình, thay lời cho cô dâu, chú rể, xin mời quý vị sẽ cùng tự nhiên mời nước, mời bánh kẹo sao duyên, để chúng ta sẽ cùng hòa chung với những không khí ngày hôm nay, với những không khí vui tươi hơn. Nếu mà chúng tôi đón nhận được rất nhiều những tình cảm của mình, của toàn thể quý vị sẽ cùng tự nhiên bước lên sân khấu đăng ký với ban tổ chức, để chúng tôi sẽ làm nhịp cầu nối để kết nối tình yêu của quý vị gửi tặng. Sẽ là một nhạc phẩm nữa để liên tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một nhạc phẩm cũng rất ý nghĩa, mang tên là Anh Là Tia Nắng Trong Em. Ở dưới có những chị gái, những em gái rất là dễ thương, đáng yêu. Các cơn hát này tí nữa sau khi là tôi lên hát thì mời anh chị lên nhé. Thank you.
đến ngày phía trước. Và với những tình cảm đó, ngày hôm nay với một tinh thần trách nhiệm lớn lao, những món quà yêu thương nhất đến từ những người thân, từ toàn thể quý vị khách quý, thì xin mời cô dâu và chú rể một lần nữa sẽ cùng tay trong tay hiện diện lại phía chính của trung tâm sân khấu để nhóm nhận những phần quà ý nghĩa này. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Để rồi ngày hôm nay đây, đó chính là ngày vui sân khấu, đó chính là người đại diện yêu dấu đang cùng trao gửi những tình cảm yêu mến nhất, tuyệt vời nhất dành cho hai con. Và con xin được mời cô sẽ cùng tự nhiên để cùng trao gửi những món quà ý nghĩa tuyệt vời nhất dành cho người con gái yêu của mình, đó chính là nàng dâu xinh đẹp hiền thương với những hình ảnh này xúc động ở trên gương mặt của cô dâu có cầm nói rằng với chú rể Quốc Tuấn. Và Quốc Tuấn có nhìn với hiền thương nói rằng: mẹ đâu là mẹ của chúng em, mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi. Mẹ thì không đẻ không nuôi nhưng mà ăn ơn bố mẹ suốt đời không quên. Xin mời mẹ sẽ cùng nán lại chút nữa để cùng lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa cùng với đại gia đình của mình. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng món quà của người anh trai cô dâu sẽ cùng hiện diện lên phía chính của trung tâm sân khấu để cùng trao gửi cho hai em với lời chúc cho hai em được hạnh phúc trong năm. Và những món quà tiếp theo đến từ đại gia đình cũng như toàn thể quý vị khách quý thì quý vị sẽ cùng tự nhiên bước lên sân khấu và có thể đăng ký với MC Phương Liên để chương trình trao quà diễn ra được một cách thành công và trọn vẹn nhất. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và liên tục vào chương trình đó chính là món quà của người anh trai cô dâu đang cùng trao gửi những tình cảm yêu mến nhất, tuyệt vời nhất dành cho hai em. Với lời chúc hai em hạnh phúc trong năm, đúng là anh em hiên hề chân may, rất lành điều bạc dở hay đã đần. Và xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn món quà đầu tiên, đó chính là món quà của mẹ hiền yêu dấu rất nhiều. Chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, sẽ mãi mãi là điểm tựa để cho con vững vàng trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn món quà thứ hai là món quà của
mọi người và đến từ những người thân trong gia đình, những tình cảm yêu mến của toàn thể quý vị. Đặc biệt hơn đó chính là những ánh mắt, những nụ cười, những tràng pháo tay sẽ luôn luôn động viên và hỗ trợ để cho hai nhân vật chính, đó chính là cô giáo sinh đẹp Việt Hương và chú rể Quốc Tuấn, sẽ được tỏa sáng một cách lung linh và tuyệt vời nhất. Nơi xin cảm ơn gia đình nhà mình rất nhiều và rất là mong muốn toàn thể cô dì chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên sẽ có những bước đường kinh nghiệm. Xin mời quý vị sẽ cùng tự nhiên bước lên sân khấu. Đây đang là mừng kinh khiếp, đã không mời lên thì thôi, mãi mà không lên đến ngày này em chuẩn bị mời cô dâu chú rể xuống với em ạ. Vâng, nhưng không sao, ngày hôm nay cô dâu chú rể sẽ phải bề ngoài một xíu thôi, nhưng mà đón nhận được rất nhiều những tình cảm yêu mến này thì quên hết cả bề luôn, không có gì ngăn cản được những bước chân yêu thương của quý vị về đây để cùng chung vui và cùng chúc chờ đại gia đình. Ơi, ông ấy dặn cô chú chụp cho Lào. Lâu quá quá. Ơi, quay phim mà. Quay mà. 1 2 3. Quay hả? Ông ấy sẽ cô quay thôi. Lại chụp thôi. Ơi. Mà nó có một cái nút. Ôi, không biết cái gì ông ấy. Đây là đang quay rồi. À chưa. Chụp cái sao vậy này? Con xin được cảm ơn những người bạn thân yêu của cô dâu chú rể rất là nhiều. Chụp hay là quay? 1 2 3. Mày à, chụp đấy chứ. Và kính thưa quý vị, xin mời cô dâu chú rể xuống phần khán đài để chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức là trao nón. Xin mời người mẹ hiền của chú rể Quốc Tấn sẽ cùng trao gửi một bên vai nón dành cho người mẹ hiền của cô xinh đẹp Huyền Thương, để một lần nữa sẽ cùng thắt chặt lại mối tình thông gia. Chúc cho mối tình thông gia của đôi bên gia đình sẽ được keo sơn và bền chặt mãi mãi. Chúc cho bố mẹ hiền sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Sẽ hai người mẹ hiền đã cùng thực hiện thao tác đó chính là thắt chặt chiếc con nón một bên quay. Mà kính thưa quý vị, những hình ảnh này thật là gần gũi, thật là thân thương với hai hình ảnh, hai cử chỉ đẹp của hai người mẹ hiền. Và sau khi đã cùng thắt xong chặt một bên quay nón, xin hai mẹ hiền sẽ dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt cũng như một cái ôm nữa, để một nữa kết tình hôn xa từ đây. Chúc cho mối tình hôn xa sẽ được theo sơ và bền chặt mãi mãi. Xin được mời. Rất tuyệt vời, những tình cảm thân thiết của hai người đẹp nhiều. Mong muốn rằng chỉ một điều duy nhất, đó chính là mong muốn cho hai con của mình sẽ cùng được hạnh phúc, cùng lên đều gia đất, cùng làm ăn được phát tài phát lộc, để hướng tới những lâu cạnh đó chính là chàng rể, người con rể của mình. Và xin người mời mẹ thứ hai của cô dâu xinh đẹp Hiền Thương sẽ cùng sang đến cạnh với cô dâu xinh đẹp Hiền Thương, để chúng ta sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa quan trọng trong ngày hôm nay, để đón nhận tình cảm yêu mến của toàn thể quý vị khách quý. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nán lại một xíu nữa, bởi vì xin được cảm ơn các cô dì chú bác và bên ngoài rất nhiều. Chúc bà đại gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng an toàn tại chiếc bàn hạnh phúc. Kính thưa toàn thể hội hôn, như giờ được hai gia đình thống nhất và hai gia đình đã đi xem thì là 12 giờ kém là gia đình chúng tôi sẽ xin đón cháu về trên gia đình nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì bây giờ đã đến giờ thì thay mặt gia đình nhà trai xin trân trọng kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của họ nhà gái và bạn bè thanh niên nam nữ của cô dâu cùng với gia đình nhà trai chúng tôi đón cháu về tại nhà trai để chính thức tổ chức lễ thành hôn hai cháu. Thay mặt họ nhà trai, một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa các cụ, con, các bà cùng toàn thể quý vị, qua phát biểu của ông chờ đại diện là nhà trai thì sau đây thì thay mặt là gia đình nhà gái thì tôi xin kính mời các cụ, con, các bà, cô chú, chú bác, hai họ nội ngoại của cháu Tâm, của cháu Thơm và các bạn nam nữ thanh niên, xin mời tất cả chúng ta cùng theo đoàn của nhà trai tiễn cháu về nhà chồng và hai họ chúng ta cùng tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời.
Xin được chân thành cảm ơn những lời vàng ý học, những lời phát biểu của đôi bên gia đình nhà trai. Đấy, đứng đưa đây, đưa đây. Đi vào đi. Cụ, công, các bà, cô, dì, chú, bác cùng toàn thể nam nữ thanh niên, lời đầu tiên xin được đại diện cho gia đình họ nhà gái, tôi xin kính chúc các cụ, công, các bà, cô, dì, chú, bác, hai bên gia đình nhà trai nhà gái và toàn thể các bạn nam nữ thanh niên một lời chào hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, công, các bà, thưa toàn thể quý vị, bắt đầu từ giờ phút này, hai cháu Tuấn và cháu Thương đã liên duyên vợ chồng và hai gia đình ông Tờ bà Thơm và gia đình ông Hiệp bà Tâm đã kết thông gia. Mà đã thông gia thì hai nhà như một, con là con chung, thì mong rằng chúng ta hãy cùng nhau tạo điều kiện cho cháu có cuộc sống hạnh phúc, vun đắp cho hạnh phúc của hai cháu. Các cháu con nào cũng là con. Còn đối với hai cháu, bắt đầu từ hôm nay là các cháu có một gia đình riêng. Các cháu không phải là song thân phụ mẫu nữa mà là tứ thân phụ mẫu. Các cháu hãy thương yêu nhau, sống hòa thuận, và cái cơ điểm rất là cơ bản là các cháu phải tôn trọng lẫn nhau. Và đối với cháu Thương thì có cái điểm đặc biệt thuận lợi nữa, chúng ta đều biết
Mặc dù gia đình cháu ở Nam Định nhưng mà quê cháu thì là chính cái thôn Tu Lễ chúng ta. Cháu xa bố mẹ, xa xăm chân phù móng, nhưng cháu lại được về sống chính nơi quê hương mình, được về sống chính nơi quê ta đất tổ. Cháu được gần gũi các cụ, các ông bà, cô dì chú bác bên nội, và đặc biệt cháu được gần gũi ba người bà nội mà cháu hằng kính yêu. Có thể nói đấy là một điều vô cùng thuận lợi, nó sẽ tạo điều kiện cho cháu, giúp cho cháu được vững tin hơn trong cuộc sống, và mong rằng các cháu sẽ càng hạnh phúc hơn. Và đó cũng là cái điều mong muốn chung của hai bên gia đình, nhất là tứ thân phụ mẫu của cháu. Không biết nói gì hơn, một lần nữa tôi xin kính chúc các cụ, con, các bà, cô dì chú bác, hai họ cùng toàn thể quý vị mạnh khỏe, chúc hai cháu sống hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và khi đưa toàn thể quý vị, đoàn khách quý mến, và nhà gái thì ta phát biểu rồi, nhà trai ta cũng phải đưa lời dâm câu để cho bên rể bên dâu và để cho hai họ đôi bên vừa lòng. Các bác sĩ để trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại biểu hạnh phúc của họ nhà trai sẽ có đôi lời đáp lễ. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai bên gia đình, trải qua một thời gian các cháu tìm hiểu, hai cháu nhất trí xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Hai cháu về báo cáo với gia đình được sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền hai địa phương. Hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho hai gia đình, xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai gia đình và bạn bè thanh niên nam nữ của cô dâu chú rể ăn trầu uống nước mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Và cho phép tôi thay mặt cho hai gia đình xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè của hai cháu đã bớt chút thời gian vàng ngọc về dự buổi lễ thành hôn chính thức của hai cháu cùng với gia đình nhà chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, quan khách quý kính mến, và phải nói là những lời phát biểu của hai bác thì thơm như mật như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra khắp hôn trường. Và con xin được mời hai bác sẽ cùng bắt tay kết tình thông gia. Quý vị dành một tràng pháo tay lớn để cùng chúc mừng cho tình thông gia của chúng ta mãi mãi bền chặt. Mà con người thì có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn với bể lặng sông sông. Oh,
Ngày anh đến âm lại mùa đông xa lại nhìn đời. Ngày anh đến cánh hoa mùa em đã thương vào gió cũng đã em cho hương xuân. Dạ vâng, quý vị ơi, em hát hết rồi đó. Và chỉ có mỗi một anh là như thế này thì có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa là number one đúng không ạ? Em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thân mến, xin dành tặng cho em một tràng pháo tay được không ạ? Đó, yêu thương lắm luôn quý vị ơi. Tôi kính thưa toàn thể quý vị, và lúc này thì xin được mời trở lại sân khấu, đó chính là đôi tân gia nhân đẹp nhất, dạng người nhất cho chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúc giải Quốc Tuấn và cô dâu Huyền Thương, xin được mời hai em sẽ cùng di chuyển lên tới khán đài hạnh phúc để cùng với những nghi thức tiếp theo cho chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, vâng, thưa tất cả quý vị khách quý kính mến, thì xin được mời chú rể và cô dâu hai em sẽ cùng di chuyển tới tháp bánh tình yêu để cùng cắt lên những cành bánh mật ngọt yêu thương. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời. Và thưa tất cả quý vị khách quý kính mến, cô bánh ba tầng tuy đơn sơ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Trên bánh cùng biết là ngày tháng mà chú rể và cô dâu đã khắc ghi, và với tầng bánh thứ nhất là tầng bánh mà chú rể và cô dâu muốn nói lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị khách quý đã bất chấp thời gian và ngọc của mình để cùng về tham dự chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Và tầng bánh thứ hai là tầng bánh mà hai em ấy nói lời cảm ơn tới ông bà cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục để chú rể và cô dâu có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Và tầng bánh thứ ba là tầng bánh chia sẻ ngọt ý yêu thương mà kể từ ngày hôm nay chú rể Quốc Tuấn và cô dâu Huyền Thương hai em ấy sẽ cùng nhau chia sẻ yêu thương suốt cuộc đời này. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị, quan khách quý kính mến, bên phải khán đài hạnh phúc đó chính là tháp ly tình yêu. Tôi xin được mời hai em sẽ cùng di chuyển tới tháp ly tình yêu để cùng dốc tràn ly yêu thương hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được mời sư rể và cô dâu, hai em sẽ cùng di chuyển sang bên phải khán đài hạnh phúc để cùng dốc lên những ly mật ngọt yêu thương. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Và quý vị thân mến, trước khi đến với đám cưới của mình thì chú rể Tuấn có tâm sự với em rằng là: chị ơi, chị em đi tham dự rất là nhiều đám cưới và để xem là công lực của các chú rể mạnh đến cỡ nào. Và ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng chờ đón xem là công lực của chú rể Quốc Tuấn nhà chúng ta mạnh đến cỡ nào nha. Em bóc cái giấy bạc cho chị. Bên nhau có bao nhiêu buồn lo anh đi mà
dây gần nhau xa hơn. Ngắm không nóng. Dạ vâng, và lúc này thì con xin được mời tới song thân phụ mẫu của chú rể Quốc Tuấn. Xin chào, kính mời hai bác sẽ cùng Hoan Hỷ bước ra phía sân khấu hội hôn. Để lát nữa thôi thì các con của mình sẽ cùng dâng lên cha mẹ những ly rượu hiếu kính ngày hôm nay. Và con xin được mời hai bác trưởng đoàn ạ. Hai bác trưởng đoàn cùng với song thân phụ mẫu của chú rể Quốc Tuấn xin được trân trọng kính mời các bác sẽ cùng Hoan Hỷ bước ra phía sân khấu hội hôn. Để các con của mình sẽ dâng lên cha mẹ những ly rượu hiếu kính trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các bác ạ. Xin được mời song thân phụ mẫu của chú rể Quốc Tuấn ạ. Xin chào, kính mời hai bác sẽ cùng Hoan Hỷ bước lên phía sân khấu hội hôn để cùng các con của mình sẽ dâng lên cha mẹ những ly rượu hiếu kính cho chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Để trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay, để cùng tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục các con, để các con của mình có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Sau đó thì xin được mời hai em sẽ cùng bước lên phía sân khấu yêu thương để các nhiếp ảnh gia xa sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc ngày hôm nay. Năm triệu lượt. Vâng ạ. Và con sẽ được mời dạ vâng ạ. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Dạ vâng, con sẽ được mời ông bà sẽ cùng hiện diện lên phía sân khấu tuyệt vời ngày hôm nay để cùng với các con của mình mang lên những điều tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Chúc mừng ngày phúc được không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ quý vị ơi, 3, 2, 1 chúc mừng hạnh phúc. Dạ xin mời hai ông bà của 30 năm về trước đúng không ạ? Ông bà cứ bóp tay nhau một cái đi cho tình cảm đúng không ạ? Ông bà sẽ được mời các ông các bà tiếp tục cùng trở lại với bàn tiệc ngày hôm nay để cùng tham dự chương trình tiếp theo của chương trình đại lễ thành hôn. Chúc mừng cho các con của mình. Và kính thưa toàn thể quý vị, có những ước mơ đã trở thành hiện thực và sẽ có những khoảnh khắc vàng được ghi dấu tới trăm năm. Và khoảnh khắc ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc mà đôi yêu đương sẽ cùng nhau trao cho nhau cặp nhẫn cưới yêu thương. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay, và xin được mời hai em sẽ cùng hướng mặt vào nhau và trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu. Chú rể đẹp trai Quốc Tuấn thân mến, em hãy đeo chiếc nhẫn tình yêu ấy vào ngón giáp út bên tay trái của người vợ yêu của mình, thể hiện lòng chung thủy của người chồng đối với người vợ. Và con đôi xinh đẹp Huyền Thương thân mến, em cũng hãy đeo chiếc nhẫn tình yêu ấy vào ngón giáp út bên tay trái của người chồng yêu của mình, thể hiện lòng chung thủy của người vợ đối với người chồng. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay thì trung tâm tổ chức sự kiện của anh Hoàng Cường có treo trên đầu chú rể và cô dâu ba chữ rất là to. Đố quý vị biết đó là ba chữ gì? Mà quý vị đoán được ba chữ vàng ngày hôm nay thì quý vị sẽ nhận được một phần thưởng dưới 1 tỷ đồng quý vị nha. Dạ vâng ạ, em nói là em làm đúng không ạ? Xin mời quý vị sẽ cùng giơ cánh tay của mình lên ạ. Ba chữ gì ạ? Wow, trên đầu chú rể và cô dâu là ba chữ gì ạ? Xin mời con. Trời ơi, hôn nhau đi lại nói thay lời của chị xinh đẹp này rồi đúng không ạ? Quý vị có nhìn rõ chưa ạ? Ba chữ gì ạ? Hôn thành lễ. Rồi, xin mời con. Wow, bé đúng là dân tu lễ nhà mình thông minh thật. Xin mời con ở lại đây để nhận quà con ơi. Và kính thưa toàn thể quý vị, đó chính là ba chữ lễ thành hôn. Quý vị cũng đã chứng kiến rồi, lễ thì chú rể và cô dâu đã lễ ra tiên rồi. Và thành thì họ vừa thành đôi rồi, và còn chỉ thiếu từ gì thôi ạ? Từ gì ạ? Từ hôn đúng không ạ? Chắc là câu này thì ai cũng thuộc rồi. Xin được hỏi hai em một chút, hai em đã yêu nhau lâu chưa? Em mới. Và quý vị thân mến, 6 tháng cũng không phải là ngắn mà cũng không phải là quá dài đúng không ạ? Và hai em ấy đã tâm đầu ý hợp vào ngày hôm nay, thì xin được hỏi hai em là trong 6 tháng đó thì hai em đã bao giờ hôn nhau chưa? Chưa.
cứ rể cứ ngập ngừng mãi và là cũng nói được câu là rồi ạ, đúng không ạ? Hai em hôn rồi thì đã thế hôn rồi đúng không? Còn ngày hôm nay thì trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay thì rất muốn rằng là hai em cũng sẽ thể hiện một nụ hôn nồng nàn, một nụ hôn của đầu năm 2021 ngày hôm nay. Thì xin được hỏi là hai em đồng ý chưa ạ? Dạ vâng, tất nhiên là rồi đúng không ạ? Hôn rồi thì có cần chị phải hướng dẫn sử dụng trước khi dùng không em? Có đúng không ạ? Xin hỏi anh chị ngồi dưới bên dưới sân khấu lung linh ngày hôm nay có đôi nào làm mẫu cho giúp hai em không? Mạnh dạn lên đây các chị ơi. Dạ vâng ạ. Có nghĩa là các anh chị cũng nghe thiện như chiếc rể và cô dâu thôi đúng không ạ? Và lúc này thì cho phép em xin được hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và xin được mời hai em sẽ cùng hướng mặt vào nhau. Chiếc rể thân mến, em đặt tay lên điểm nào mềm nhất của vợ em thì em đặt tay lên. Xin mời em sẽ đặt tay lên điểm nào mềm nhất của vợ em thì em đặt tay lên ạ. Wow, chứng tỏ là đôi này hôn ít quý vị ạ. Dạ vâng ạ. Đó chính là bờ eo thon thả của cô dâu xinh đẹp đúng không ạ? Và cô dâu xinh đẹp thân mến, em lựa chọn điểm nào cứng nhất của chồng em thì em đặt tay lên này. Dạ vâng quý vị ơi, nhầm thế nào được hả anh? Đó chính là bờ vai cứng cáp vững chắc mà chú rể Quốc Tuấn sẽ là điểm tựa cho cô dâu suốt cuộc đời này đó quý vị ạ. Đó quý vị thân mến, như thế này đã giống phim Hàn Quốc chưa ạ? Lãng mạn chưa ạ? Gần thôi ạ. Wow. Dạ vâng ạ. Như thế này thì em cũng đã thấy là giống phim Hàn Quốc rất là lãng mạn rồi. Và khi âm thanh của anh Kibot đẹp trai ngày hôm nay dừng thì nụ hôn mới được dừng em nhé. Được chưa? Đó quý vị ơi, 3, 2, 1, xin mời. Chào chung nhau ngoài môi hôn. Nhưng quý vị thân mến, anh ấy, anh Quốc Tuấn có nháy với em rằng là chị ơi chị, thôi để dành cho em đến tối thời gian dài dài thì em làm nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Và lúc này thì xin được mời hai em sẽ cùng tiếp cận phía bàn tiệc nước ngày hôm nay để cùng rót nước mời tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Hỏi bạn chú rể và cô dâu, xin được mời các cánh tay của các anh chị sẽ cùng giơ lên và cùng đến với một ca khúc yêu thương để dành tặng cho bạn của mình ngày hôm nay nhỉ. Bài gì ạ? Chỉ rượu thôi đúng không ạ? À, vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây thì cho phép em xin được gửi tới toàn thể quý vị một món quà âm nhạc yêu thương đám cưới về trên đường quê. Để cùng xin được cảm ơn những tình cảm mà toàn thể quý vị khách quý đã dành tặng tới chiếc giải Quốc Tuấn và cô dâu Huyền Tương ngày hôm nay. Thì xin được mời quý vị sẽ cùng đến với cảm ơn.
Thank you.
trên sân khấu bây giờ là diễn viên của ông thân sinh của chú rể cùng với ông bà thân sinh của cô dâu. Đôi bên thông gia đại diện cho hai gia đình được hân hạnh bước lên sân khấu để được ra mắt chào bằng áo mừng tất cả quý vị. Vâng, và tất cả hôn trường chúng ta dành một tràng tay thật lớn để chúc phúc cho hai họ hai gia đình ạ. Cảm ơn quý vị. Và sự hiện diện của quý vị tại đây là niềm vinh hạnh cho hai gia đình cùng cô dâu chú rể trong ngày vui này. Chính sự hiện diện đó với biết bao tình cảm đã giúp cho tiệc cưới của chú rể Đức Thiện và cô dâu Ngọc Anh vui hơn, trang trọng hơn và hạnh phúc hơn. Và bây giờ chính là thời khắc mà tất cả mọi người đã mong đợi. Một lần nữa, quý vị vang lên chào một tay thật lớn, thật hồng nhiệt chào đón chú rể Đức Thiện và cô dâu Ngọc Anh. Thì có sự quan tâm của bố mẹ bằng những món quà hết sức ý nghĩa, gia đình nhà gái thì đã tặng quà cho cô dâu tại gia đình rồi. Và hôm nay trên sân khấu của cô hai gia đình là phần tặng quà của gia đình nhà trai ạ. Được trân trọng mời bác Lương là bác ruột của chú rể sẽ thay mặt ông thân sinh thay mặt bố của chú rể tặng quà cho cô dâu rể. Xin mời bác ạ.